cháu nó trưởng thành rồi. Chà. Mãi chả đến một răng nhỉ. Nếu hai đến năm tuổi dưới thôi. Để không có tình hình. Chị ơi. Bé ơi, gọi xong thì bé dừng video chị nhỉ. Xong thì gọi đến cái khác thì lại bấm quay video mới. Thì cứ để cứ cài cái điện thoại ở chỗ này thì chỉ cần bấm quay sang video mới em thôi. Em gọi cái này xuống giảm lên chuyện ăn đi. Thế thì chị học. Về nhà con bạn. Mà cái máy của mẹ như thế nào ấy? Chị Việt chị mẹ nó ơi cái mẹ nghe nó cười tay mẹ, nhưng mà mẹ xuống từng thì mẹ phải đổi mẹ đi thì nó mới được chứ. Như không có cái mẹ nhưng mà cứ nói chị đi được. Chị Việt chị bảo là được tiền bảo hiểm rồi, công ty bảo là 7 giờ tối chủ nhật người ta xuống trẻ thì nhà mình gọi đấy đổ chục người kiểu hàng xóm hay anh em gì đấy kiểu đến kiểu ý là người ta muốn kiểu truyền thông tí thì mình gọi mấy người đến kiểu xem ấy. Tối chủ nhật mình cũng nghe thế nào ấy, 28 tháng 1 này chỉ gần đấy thứ 7.